Xin chào các bạn. Nói đến ốc thì người ta thường nghĩ đến những món ăn rất hấp dẫn mà được giới trẻ yêu thích. Khi đến với Hà Nội thì thường người ta nghĩ đến các món ốc luộc với lá gừng, luộc với lá sả hoặc là hấp lá sả. Và nổi tiếng ở Hà Nội là ốc ở Hồ Tây. Tuy nhiên đến với Sài Gòn thì người ta lại càng choáng ngợp với lại thực đơn rất nhiều món ốc, hàng trăm món ốc với đủ thứ các hương vị khác nhau. Có thể kể khi vào một quán ốc ở Sài Gòn, đó là các loại ốc dừa xào bơ nè, rồi ốc tỏi, ốc móng tay, ốc bàn tay, ốc nhảy, rồi ngoài ra còn có món ốc len nữa. Trong chương trình ngày hôm nay thì Diệu Thảo sẽ giới thiệu với các bạn một món ốc rất là hấp dẫn. Khi các bạn đến một quán ốc thì các bạn không thể chối từ, đó là món ốc len xào dừa. Để thực hiện món ăn này thì chúng ta cần chuẩn bị khoảng nửa ký ốc len, 250g dừa nạo, chúng ta vắt lấy một chén nước cốt và một tô nước chảo dừa, một nắm rau răm, sả băm, ớt băm, các loại gia vị thông thường. Nguyên liệu thật đơn giản phải không các bạn? Đây là một món ăn có nguyên liệu rất đơn giản nhưng chế biến thì vô cùng hấp dẫn. Và nguyên liệu quan trọng nhất bên cạnh phần ốc len là các bạn phải chuẩn bị nước cốt dừa. Và với lượng nửa ký ốc len thì chúng ta sử dụng đúng 250g nước cốt dừa thì mới đủ độ béo và món ăn mới ngon. Và đầu tiên là phần làm ốc trước. Khi ốc len chúng ta mua về thì các bạn sẽ ngâm trong nước vo gạo khoảng chừng một đêm hoặc là ít nhất là 3 tiếng để cho ốc nhả hết phần nhớt ra. Sau đó các bạn sẽ chặt cái phần trôn ốc này đi. Chúng ta dùng dao chặt hoặc là chúng ta dùng một cái kềm, chúng ta bấm bể cái phần trôn ốc này khoảng chừng gần 1cm thì như vậy chúng ta mới có thể hút được cái phần thịt ốc này. Ốc len là một loại ốc mà sống nhiều ở các khu rừng ngập mặn hoặc là những bãi bồi ở ven biển và nhiều nhất là ở Cà Mau. Thì các bạn quan sát nhìn thấy con ốc len á, có màu nâu xen lẫn với lại những vân màu trắng và đặc biệt là trên thân ốc á, có những sọc, những hoa văn như thế này, nhìn thấy rất là đặc biệt. Và phần thịt ốc thì hơi có màu đỏ đỏ xanh xanh như thế này. Thì đây mới là ốc ngon vì thịt ốc sẽ rất là chắc và giòn. Bây giờ đầu tiên thì chúng ta sẽ không cần ướp gia vị gì cả, mà các bạn sẽ đặt nồi lên bếp và chúng ta bắt đầu làm món ốc len xào dừa ngay lập tức. Diệu Thảo sẽ đặt một cái nồi lên bếp và chúng ta bật bếp lên. Các bạn chờ cho nồi nóng thì các bạn sẽ cho dầu vào. Lượng dầu thì các bạn chỉ cần cho vào khoảng 2 muỗng canh dầu ăn thôi, đủ để mà chúng ta phi phần sả cho vàng thơm. Và khi dầu ở trong nồi đã nóng rồi, các bạn sẽ cho phần sả vào, chúng ta phi vàng. Phần sả này chúng ta băm nhuyễn hoặc là bào nhỏ ra và chúng ta phi vàng phần sả này. Hương vị của món ốc len xào dừa dứt khoát là phải có mùi thơm của sả và vị hơi cay cay của ớt các bạn. Chúng ta phi vàng lên. Sau đó thì phần ốc này như Diệu Thảo giới thiệu về cái cách sơ chế là chúng ta đã ngâm nước vo gạo rồi nè. Và chúng ta đã chặt cái phần trôn ốc. Còn một cái mẹo nhỏ nữa các bạn cũng lưu ý để ăn món ốc len xào dừa ngon, thì sau khi chúng ta chặt phần trôn ốc này hoặc là chúng ta dùng kềm bấm phần trôn ốc thì chúng ta phải rửa lại với nước để cho sạch những cái vụn ốc á. Khi chúng ta hút thì sẽ không bị dính những cái phần vụn ốc đó mất ngon. Và bây giờ thì sả đã thơm rồi, các bạn sẽ trút ốc vào. Chúng ta sẽ trút hết ốc vào nồi và đảo đều phần ốc này lên. Chúng ta đảo sơ qua thôi và bây giờ mùi thơm rất thơm các bạn ạ. Đặc biệt là mùi sả phi và ốc khi chúng ta đảo vào thật là thơm. Các bạn sẽ tiếp tục cho một tô nước giảo dừa vào. Phần nước giảo dừa này chúng ta cho vào vừa ngập ốc thôi, không có cần quá nhiều. Vì nhiều quá thì chúng ta sẽ làm cho loãng cái phần gia vị đi, và nếu mà ít quá thì sẽ không đủ để chín ốc. Các bạn sẽ cho nước giảo dừa vào khoảng một tô, hoặc là các bạn cho nhiều hơn một chút cũng được. Thì nếu mà chúng ta tùy theo ý thích, nếu các bạn thích ăn cái món ốc len xào dừa mà phần thịt ốc thật thấm gia vị thì chúng ta có thể tăng cái lượng nước giảo dừa lên một chút để thời gian nấu được lâu và như vậy phần thịt ốc sẽ thấm gia vị hơn. Còn nếu mà chúng ta muốn những con ốc vẫn còn mập mạp, vẫn còn độ giòn, chỉ mới vừa chín sơ thôi, cùng với lại phần nước dừa béo phía bên ngoài hòa quyện với nhau là đủ rồi, thì chúng ta chỉ cho xăm xắp như thế này. Và Diệu Thảo thì vẫn thích là khi làm một món ăn xong á, hương vị của nguyên liệu vẫn phải còn được giữ nguyên, cho nên là phần nước giảo dừa Diệu Thảo sẽ không cho quá nhiều. Kế đó là chúng ta sẽ đập dập khoảng chừng 2 tép sả như thế này, chúng ta cho thêm vào. Diệu Thảo cho thêm 2 tép sả. Cho thêm 2 tép sả đập dập như thế này, chúng ta cho vào. Và bây giờ đến phần nêm gia vị. Mặc dầu món này là khá đơn giản, nhưng mà gia vị khi nêm vào các bạn nhớ là liều lượng phải hết sức là chính xác để vị vừa ăn thì mới ngon. Các bạn nêm vào đây khoảng chừng 1/3 muỗng cà phê muối, rắc một ít muối vào.
và 2 muỗng cà phê đường. Chúng ta cho đường vào. Và khoảng 1/3 muỗng cà phê bột ngọt nữa. Sau đó chúng ta đảo đều và chúng ta chờ cho ốc sôi thôi. À, đối với ốc thì đây là một nguyên liệu rất là nhanh chín, cho nên các bạn chỉ cần chờ cho ốc sôi lên là ốc đã chín rồi. Tuy nhiên như Diệu Thảo chia sẻ lúc nãy là nếu bạn nào muốn cho phần thịt ốc này thật thấm gia vị thì chúng ta có thể nấu khoảng 5 phút để cho phần nước giảo dừa này sắc lại, hơi cạn xuống một chút thì phần thịt ốc sẽ đậm đà và ngon hơn. Đây là một món ăn mà các bạn trẻ rất là yêu thích vì có vị béo béo của nước cốt dừa phía bên ngoài. Khi ăn thì cầm một con ốc lên hút mạnh một cái ở phần đầu ốc thì phần thịt ốc sẽ trôi vào trong miệng và người ta cảm nhận được độ giòn giòn, cay cay, thơm thơm của tất cả các loại gia vị hòa quyện với con ốc. Thật là một món ăn tuyệt vời. Và bây giờ ốc đã sôi lên trở lại rồi, chúng ta sẽ nếm lại phần gia vị này thử xem như thế nào. Vị hơi mặn mặn nhẹ một chút xíu thôi, cũng không quá ngọt và đặc biệt là rất thơm mùi sả và dậy lên mùi của nước giảo dừa cùng với lại ốc. Đó là chưa phải là món ăn hoàn tất các bạn. Chúng ta chỉ mới nấu với nước giảo dừa thôi. Các bạn sẽ nấu một chút xíu để cho nước hơi sắc xuống một chút đi thì sẽ ngon hơn, rồi cuối cùng mình mới cho một miếng nước cốt dừa nữa thì sẽ càng đậm đà. Bây giờ thì Diệu Thảo sẽ cắt sang đến phần rau răm. Món ốc len xào dừa thì bắt buộc là các bạn phải cho nêm thêm rau nêm là rau răm. Chúng ta sẽ cho một nắm rau răm vào như thế này và cho ra dĩa. Khi nồi ốc đã sôi trở lại và nước cũng đã cạn bớt rồi, các bạn thấy nước đã cạn bớt một ít rồi nè. Bây giờ thì chúng ta sẽ cho nước cốt dừa vào. Thật là thơm, thật là hấp dẫn, không thể nào cưỡng được với món này các bạn ạ. Diệu Thảo sẽ cho nước cốt dừa vào, chúng ta rưới một ít nước cốt dừa vào thôi, rất nhẹ như thế này, không nhiều quá. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục cho hết phần rau răm và phần ớt băm chúng ta cho vào. Đảo đều lên lần cuối cùng. Món ốc đã chín rồi các bạn. Khi món ốc chín thì các bạn có thể quan sát là nước có lẫn với phần sả và hơi có màu trắng đục của nước cốt dừa. Phần ốc thì xen lẫn với màu xanh của ớt và của rau răm. Bây giờ thì chúng ta múc ra một cái dĩa sâu như thế này. Màu sắc của món ốc len xào dừa thì xen kẽ với những con ốc màu nâu nâu, thì đó là màu xanh của rau răm, màu đỏ của ớt xen lẫn với những nhánh sả nữa. Trong trường hợp mà các bạn thích béo hơn nhiều và ở các tiệm bán ốc ở Sài Gòn thì thường là người ta có cho thêm vào một ít bột béo hoặc là một ít sữa tươi để tăng thêm cái màu trắng đục của món ăn. Tuy nhiên nếu các bạn làm hoàn toàn bằng nước cốt dừa thì món ăn cũng sẽ rất là ngon, và đặc biệt là đó là những sản phẩm hoàn toàn tự nhiên mà chúng ta có thể an tâm về độ an toàn của nó. Cuối cùng thì chúng ta rưới phần nước cốt dừa lên trên cùng nữa. Phần nước cốt dừa này là không thể thiếu cho món ăn này. Trang trí với món ăn này thì các bạn sẽ sử dụng ớt và sả. Đây là hai nguyên liệu mà hoàn toàn phù hợp với món ăn và cũng là thành phần của món ăn. Diệu Thảo sẽ cho một nhánh rau răm nhỏ lên trên như thế này. Và bây giờ là món ăn đã hoàn tất. Các bạn có thể dọn lên bàn ăn và mời cả nhà thưởng thức món ăn này. Khi ăn nóng thì mới ngon. Và nhớ lưu ý, đối với món ốc hút thì chúng ta phải cầm từng con ốc lên và để ốc vào miệng, chúng ta hút mạnh để phần thịt trôi vào trong miệng và chúng ta thưởng thức cảm nhận độ giòn ngọt cũng như là vị của món ốc len xào dừa. Chúc các bạn thành công!